không thể nào tìm thấy được, không thể tìm thấy được bất kỳ một cái tài liệu nào mà trong vòng 2 năm cả. Thì nó có một cái cách khác, đấy là gì? Là em có thể câu hỏi này là câu hỏi của bạn Ngân, bạn ấy muốn hỏi về liên quan đến cái việc là phân tích sống còn, và bạn ấy đang quan tâm đến cái việc là tìm các cái tài liệu tham khảo để bạn ấy có thể so sánh, đúng không? Thế thì câu hỏi của bạn là: thưa thầy, cho em hỏi đề tài nghiên cứu của em có em cần đánh giá về DFS, tức là cái disease free survival, đúng không? Tức là cái thời gian mà sống không có bệnh, đúng không? Và cái OS là overall survival, đúng không? Đấy. Và chỉ thực hiện trong vòng trong 2 năm, mà đa số các nghiên cứu em chỉ tìm thấy đánh giá sống còn trong 3 và 5 năm. Cho em hỏi có cú pháp nào để có thể tìm kiếm tài liệu liên quan đến cụm đánh giá sống còn trong 2 năm không ạ? Đấy, thực ra như này này, cái tư duy như này này, hôm trước cái buổi cách đây khoảng 2-3 hôm ấy 2-3 hôm ấy thì tôi có làm cái buổi livestream, thì trong cái buổi livestream đấy thì cái chủ đề là liên quan đến tìm kiếm tài liệu, và có một câu hỏi, có một cái vấn đề mà rất nhiều các bạn gặp phải, đó là các bạn không tìm thấy tài liệu ấy. Cái lý do các bạn không tìm thấy tài liệu ấy, thế thì một trong số những cái lý do đấy là những cái lý do là gì? Là chưa ai họ làm về cái vấn đề đấy. Ở đây em đang muốn tìm 2 năm nhưng mà chưa có nghiên cứu nào họ làm 2 năm cả, thì làm sao em tìm thấy được? Đấy, thì đấy là một lý do. Lý do thứ hai nữa là gì? Là giả là cái bệnh của em ấy, cái bệnh mà em đang nghiên cứu ấy, thì thường người ta sẽ cần phải theo dõi từ 3 đến 5 năm hơn. 3 đến 5 năm thì nó mới mới có ý nghĩa. Đấy. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta thấy là chủ yếu là liên quan đến đến các cái bệnh nhân ung thư ấy, đúng không? Thì thường ta phải theo dõi từ 5 năm hoặc là trên 5 năm, kiểu kiểu như vậy. Thế thì họ không nghiên cứu như vậy. Họ không nghiên cứu 2 năm, đúng không? Đấy. Thứ nhất là họ không nghiên cứu 2 năm, hoặc là gì? Hoặc là họ không quan tâm đến cái thời gian 2 năm đấy. Thì làm gì có cái nghiên cứu nào để mà em tìm? Tức là nó không có thì em không thể tìm thấy được. Được chưa nhỉ? Đấy, thì đấy là cái lý do thứ nhất. Hai cái lý do đầu tiên. Cái lý do tiếp theo đấy là gì? Là em chưa biết cách tìm. Thế thì cái chưa biết cách tìm thì ở đây thì em hỏi liên quan đến cú pháp. Thực ra thì nó không có một cái cú pháp cụ thể nào đâu. Cái cú pháp thì nó chẳng qua là gì, em sẽ đánh đúng cái từ khóa của mình xong cộng thêm là 3 năm hoặc là 5 năm vào, đúng không? Cái survival trong vòng 3 năm với 5 năm liên quan đến cái bệnh, liên quan đến cái vấn đề nghiên cứu của mình. Đấy, chỉ có thế thôi, đúng không? Thế thì cái cú pháp thì đấy là cái cú pháp. Thế còn cái quan trọng hơn nữa là em sẽ cần phải tìm ra cho mình một cái công cụ, một cái công cụ tìm kiếm nó tốt, đúng không? Thế thì thực tế thì em có thể thử với lại Google này, sau đó thì Google Scholar này, PubMed này, rồi thì một số các cái công cụ trí tuệ nhân tạo khác mà tôi đã từng giới thiệu ở trên kênh YouTube của tôi ấy. Các bạn có thể lên kênh YouTube của tôi đánh cái chữ là tổng quan tài liệu ấy, tổng quan tài liệu Vũ Duy Kiên. Thế thì trên đấy thì tôi đã có rất là nhiều cái bài giảng, rồi thì các cái buổi mà tôi trả lời đấy. Thế thì tôi đã giới thiệu về các cái công cụ trí tuệ nhân tạo. Đấy thì các bạn có thể sử dụng cái đấy để tìm để xem nó có hay không, đúng không? Hiểu không nhờ? Hiểu không nhờ Ngân Đặng ơi? Đấy. Thế còn trong một cái trường hợp nữa là mình vẫn không thể nào tìm thấy được, không thể tìm thấy được bất kỳ một cái tài liệu nào mà trong vòng 2 năm cả. Thì nó có một cái cách khác, đấy là gì? Là em có thể lấy cái thông tin ở trên chính cái nghiên cứu của mình ấy, trên chính cái tình huống của mình ấy, cái vấn đề nghiên cứu của mình là gì. Sau đó thì em lục lại trong vòng 2 năm ở trên một cái phạm vi nhỏ hơn để em xem, em tính xem là cái gì nhỉ? Cái tỷ lệ sống còn trong vòng vòng 2 năm đấy là bao nhiêu, đúng không? Nếu tôi đoán ở đây chắc là đang muốn tìm hiểu để tính cơ mẫu, đúng không nhỉ? À. Ok, tôi trả lời thế có được không nhỉ, Ngân Đặng nhỉ? Hiểu chưa nhỉ? Hiểu hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa? Rồi, mới lại hỏi chung chung như này thì tôi sẽ không bao giờ có thể gọi là hướng dẫn các bạn cụ thể được. Mà tôi đã nói cho các bạn cái tư duy tổng thể từ từ những cái từ những cái lựa chọn lúc đầu này, sau đó những cái vấn đề mà các bạn có thể gặp phải này, và cách các bạn tìm kiếm, đúng không? Tôi đã nói rồi đấy. Và cái cuối cùng là cái giải pháp cho trường hợp mình không thể tìm kiếm được cái gì cả, thì các bạn có thể làm kiểu như là tôi thường nói ấy, là chúng ta làm một cái nghiên cứu thử ấy, đúng không? Đấy. Hiểu không nhờ Ngân Đặng nhờ, Ngân Đặng nhờ. Alo alo, thỏa mãn chưa?
Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.